tác phẩm Mà tôi đã từ từ nhỏ đi của tác giả Michael de Kock de Christen Assen, dịch giả Thi Thi, hiệu đính nhà thơ hữu Việt của nhà xuất bản Kim Đồng. Mà tôi đã từ từ nhỏ đi là một tác phẩm, một bài thơ về tình yêu thương, sắp đoạt giải bạc văn học thiếu nhi Hà Lan năm 2011. Một câu chuyện đầy hài hước và đầy chất thơ về tình cảm gia đình. Trước cái chết, sự mất mát và đau buồn, những lời thơ đẹp một cách ngắn gọn và giản dị. Hình minh họa cũng đặc biệt giàu chất thơ. Đẹp làm sao? Câu chuyện thơ mộng về tình yêu tuyệt vời giữa người ông và người bà. Động lại là tình yêu thương giữa cháu gái với người bà. Dù bà mất đi, thì tình cảm ấy vẫn còn lại. Bà tôi già lắm, nhỏ xíu, và đôi khi cực kỳ lẫn. Nếu giơ tay ra, tôi có thể giữ lấy bà ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Bà nhỏ như thế đó, bạn không tin tôi sao? Nhưng thực sự là thế. Bà tôi tên Rose. Thật ra bà tên Rose, một từ cổ xưa của Rose. Ông tôi không gọi bà là Rose, cũng không phải là Rose. Ông gọi bà là bông hoa của anh. Và rồi ông nói, bông hồng bé nhỏ, khi anh nhìn vào đôi mắt em thì đôi má em bừng đỏ. Ông là thủy thủ, ông có những chuyến đi biển kéo dài nhiều tuần. Ông nhìn thật sâu vào đôi mắt bà, sâu hết mức có thể, và nói, chào bông hoa, chào cánh hồng, chàng thủy thủ của em phải lên đường. Chào em yêu, anh hát vội em nghe một điều, bởi vì anh yêu em, bởi vì anh yêu em. Và bà cười, tại sao em cười? Ông hỏi, bởi vì anh cũng biết làm thơ, bà đáp. Ông bà sống trong một căn nhà nhỏ gần sông, cách xa phố thị, cuối một con đường dài. Dưới đó có con thuyền của ông. Trước khi khởi hành, ông thường thổi kèn, thút. Tiếng kèn vang trên sông, ông dang rộng tay vẫy từ trái sang phải, tạm biệt, chào Rose. Và trong những chuyến đi xa đó, ông mang về tặng bà một bông hoa cài tóc. Nè em, ông nói, một bông hoa cho bông hoa của anh. Cảm ơn anh, bà nói. Và bà cài bông hoa ấy phía sau tai. Bà không bao giờ lấy nó ra. Bông hoa ở phía sau tai bà một thời gian đủ lâu, cho đến một ngày bà quên nó. Từ khi ông mất, căn nhà bên sông trở nên thật im ắng, và bà cảm thấy thật cô đơn. Không còn nghe một tiếng động nào ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Tất cả đều làm bà nhớ đến ông. Chiếc giường sát bờ tường, giày trong kệ tủ, vớ trong ngăn kéo. Bà đến ở tạm nhà tôi một vài ngày. Bà mang theo hai chiếc vali. Chiếc vali này chứa quần áo, bà nói. Còn chiếc kia chứa gì ạ? Tôi hỏi. Nó chứa đầy nỗi buồn, bà đáp. Quần áo bà xếp vào tủ, còn chiếc vali chứa nỗi buồn bà để bên giường. Và trên chiếc kệ cạnh giường, bà để tấm hình ông.
Bà ngồi trong chiếc ghế và nhìn về phía trước. Bà nhớ ông nhiều. Bà nói, vài ngày sau, bà lại rời đến một căn nhà mới. Bà thuê căn phòng phía trên cửa hiệu bán hoa, một nơi bà thấy hài lòng vì ông tôi yêu hoa. Bà nhớ ông thật kinh khủng. Lần đầu bà nói điều đó vào mùa đông. Bà nói, trong các mùa, bà nhớ ông nhiều nhất là vào mùa Giáng sinh. Rồi mùa xuân đến, khi những bông hoa bắt đầu hé nở, bà lại nói, trong các mùa, bà nhớ ông nhiều nhất là vào mùa xuân. Rồi mùa hè đến, và sau đó là mùa thu. Bà nói, trong các mùa, bà nhớ ông nhiều nhất vào mùa thu. Bà tôi lẫn rất nhiều. Bà bắt đầu quên nhiều thứ hơn trước. Một ngày nọ, bà không nhớ đường về nhà. Có ai thấy bà của cháu không? Có ai thấy bà của cháu không? Thế là chúng tôi đi tìm. Cô hàng hoa đặt một cái biển báo trước cửa hàng, ghi tìm bà. Và chúng tôi đạp xe khắp phố. Cô hàng hoa nói, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy bà. Bà cháu kia rồi, tôi reo lên. Một chiếc xe tải chạy băng qua. Bà đứng lạc lõng bên đường. Bà nhìn xung quanh. Bà nói, mọi thứ vẫn như xưa. Bà rùng mình vì lạnh. Bà nói nhỏ, bà muốn về nhà. Bà muốn về căn nhà xưa bên bờ sông. Và chúng tôi cùng nhau về lại căn nhà có cửa hàng hoa. Về đó, bà ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên đài đang phát một bài hát thật chậm và buồn. Cô ca sĩ hát, em nhớ anh làm sao? Thế giới thật trống rỗng khi không có anh. Không có anh, thế giới thật trống rỗng. Bài hát bằng tiếng Pháp và bà lẩm nhẩm hát theo. Bà muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Bà viết thư mời tất cả mọi người quen. Bà muốn gặp họ lần cuối. Ngày bà mất là vào mùa xuân, khi những bông hoa bắt đầu chồi ra khỏi nụ. Tôi đã nói gì nhỉ? Không phải mùa thu, không phải mùa đông, cũng không phải mùa xuân, mà là mùa hè. Mặt trời rọi xuống thảm cỏ và cánh đồng. Người bà bé nhỏ của tôi nằm trên chiếc giường thật nhỏ, huýt sáo một điệu nho nhỏ, nghe như tiếng của biển. Tôi ôm bà bé nhỏ của mình trong tay. Bà bé đến mức tôi phải thật cẩn thận. Tôi không muốn làm bà vỡ vụn. Chỉ một lúc nữa thôi và bà sẽ ra đi. Bà nói, bà yêu cuộc sống này làm sao? Tôi đáp, cháu yêu bà làm sao? Cháu sẽ nhớ bà lắm. Bà nói, chuyện nhớ nhung thì là khổ đấy. Nhưng dĩ nhiên là bà không rời xa cháu đâu. Giống như ông luôn ở bên bà, và bà sẽ luôn ở bên cháu. Tôi muốn hỏi, bằng cách nào ạ? Bà đặt một ngón tay bé nhỏ lên môi tôi. Cháu không biết vì sao người già ngày càng nhỏ đi sao? Dĩ nhiên rồi, để bà có thể luôn bên tôi. Để bà có thể mãi trú ngụ trong một ngăn của trái tim tôi. Tôi đã khóc, nước mắt thật ấm. Và những bông hoa trong căn nhà có hàng hoa bỗng nở.